Hà Nội FC chiêu mộ thành công đội trưởng đội tuyển Kyrgyzstan. Hà Nội FC chính thức có sự phục vụ của đội trưởng đội tuyển Kyrgyzstan, Merlin Merzev. Chiều tối ngày 27 tháng 6, Hà Nội FC công bố chính thức có sự phục vụ của đội trưởng đội tuyển Kyrgyzstan, Merlin Merzev. Merlin Merzev sở hữu chiều cao 1m82, là một cầu thủ tương đối đa năng khi có thể thi đấu tốt ở vị trí trung phong và tiền đạo cánh trái, phải. Merlin khoác áo đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan từ năm 2009. Sau 14 năm, chân sút này có 59 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng cho đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ, Merlin Merzev đã 3 lần lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Kyrgyzstan vào các năm 2007, 2008 và 2009 và hiện được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt trị giá 175.000 euro, gần 4,5 tỷ đồng. Merlin Merzev là cầu thủ có quốc tịch châu Á nên Hà Nội FC vừa đăng ký cầu thủ này mà vẫn hoàn toàn có thể sở hữu thêm hai ngoại binh nữa. Hiện tại, đội bóng đương kim vô địch V-League đã có thêm tiền đạo Kayen. Hà Nội FC đang cân nhắc thay thế tiền vệ trụ mắc cao bằng một cầu thủ ngoại binh khác. Ngoài ra, đội bóng này cũng có thể chiêu mộ thêm một tiền đạo cánh đến từ Brazil. Nếu không có gì thay đổi, Merlin Merzev sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận Hà Nội FC gặp Sông Lam Nghệ An ngày 2 tháng 7.